Lâm Phương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thơ, Oan Khuất Cuộc Đời. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau bữa cơm tối, bà Mến cầm cái chổi đót nhẹ nhàng quét nhà. Ông Tự ngồi trên cái ghế đang nói chuyện video call với con gái. Nó là sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm. Hỏi thăm ba mẹ vài câu, nó nói thêm: "Ba, chủ nhật này con phải ở lại ôn thi nên không có về nhà được. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nghe." Chăm học tốt đi, nhưng con đừng có thức khuya quá lại bệnh đau ra đó đó. Trên đó một mình, không có ba mẹ bên cạnh thì khổ lắm, biết chưa? Tiếng con bé cười khanh khách, kêu bố mẹ yên tâm. Rồi nó nói: "Ba cho con gặp mẹ một chút." Đưa máy cho bà rồi, ông Tự ngồi trầm ngâm. Cuộc đời của ông hiện lên như một giấc mơ kỳ lạ. Hình như bao nhiêu đau khổ cùng cực của con người đều đổ hết lên đầu của ông. Rồi những nỗi oan khuất ở đâu cứ ập đến, để có lúc ông Tự phải chắp tay mà kêu trời. Nhưng tiếng của ông thì nhỏ, mà trời lại cao quá nên không thể thấu được. Nay ông đã tới tuổi gần 60, cuộc đời đã không còn hà khắc với ông nữa rồi. Vợ chồng của ông đang sống trong căn nhà khang trang, con gái của họ đã trưởng thành. Tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của ông chỉ như mới vừa hôm qua thôi. Nghe dân làng kể lại rằng, trước đây ba mẹ của ông nghèo lắm và cả hai đều mất sớm khi ông mới hơn 10 tuổi. Họ hàng cũng toàn là người nghèo nên không có ai muốn nhận con bé mồ côi về nuôi. Tự sống, lay lất, một mình ở trong gian nhà tranh lụp xụp. Những ngày đầu, có mấy người bữa cho hơn chén cơm, lúc thì củ sắn luộc. Bây giờ, phút sợ hãi nhất đối với Tự là khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Chỉ cần một tiếng xào xạc của chiếc lá chuối khô cũng làm cho nó giật mình. Đang thiêu thiêu ngủ, tiếng ông Thạch Sùng kêu trên mái nhà cũng làm cho nó thức giấc ngồi bật dậy. Nó khóc gào gọi mẹ trong đêm tối, nhưng khi dừng lại, chỉ thấy tiếng dế kêu rên rỉ ngoài cửa sổ đó. Tiếng con vạc ăn xương quăng quát lên thảng thốt. Tự ngồi thu mình lại vì sợ và không dám ngủ tiếp. Cứ như vậy, phải tới hơn một tháng sau, nó mới quen dần với cuộc sống một mình. Tự không được tiếp tục đi học như tụi bạn. Sáng ra, nó tới chợ, chìa cái chén sắt thủng đứng ăn xin. Nhưng ngày đó, làm gì có tiền, người cho nắm gạo, kẻ cho trái bắp còi. Tan chợ, nó lết thết ôm cái túi cước nhàu nhĩ đứt quai trở về nhà. Vào bếp lôi cái thúng mê rồi đổ mọi thứ xin được vào đó. Đây rồi, một cái bánh rớt xuống sau cùng. Nó vội chụp lấy, nhanh tay bóc lấy cái lớp vỏ bằng lá chuối đã được luộc chín. Bột bánh màu xám hiện ra thơm mùi sắn tàu. Nó cắn nhẹ một miếng, vị bùi và ngọt tan trong miệng làm cho cơn đói của nó vơi đi. Buổi trưa nắng, nó đầu trần ôm cái thau nhôm bẹp đít lội xuống rãnh làng bắt ốc. Giữa chiều, nó đội cái thau lên đầu, người ướt sũng lấm lem bùn đất bước về nhà. Đói quá, nó xuống cầu ao tắm rửa qua loa rồi cho ốc vào nồi. Nhúng một chút muối rắc lên trên, sau đó ra ngoài vườn lấy mấy cái lá khô vào trong bếp ngồi nấu. Ngọn lửa cháy lớn làm cho nó ấm người lại. Một lúc sau, nước trong nồi sôi ra, trào ra khiến cái vung nó bập bùng kêu lách cách. Mùi ốc chín bốc lên thơm phức. Nó lấy khúc cây nhỏ, bẻ đôi, xỏ vào hai cái tay nồi nhấc ra. Tay nó gập hai cuộn lá chuối khô rồi bắt cái nồi ốc đổ ra rổ tre. Nhanh như cắt, nó chạy ra vườn, bẻ cái gai bồng to mang về khiêu ốc ăn một cách ngon lành. Ốc thì ăn rồi. Nó nhốt cua trong cái thau, định bụng sáng mai đem ra chợ bán lấy tiền. Hôm sau, khi trời vẫn còn sương, nó bưng cái thau bước lục cục ở trên đường làng.
Bỗng nó nhìn thấy cái vật gì trước mặt vội cúi xuống. Thì ra là hai bó rau cải của ai làm rớt. Nó lụm lên rồi đi tiếp. Tới chợ đầu làng, nó bước vào hàng tôm hàng cá, chưa kịp đặt cái thau cua xuống, bất ngờ có bà chạy đến chỗ nó mà quát. Thì ra là mày, rõ ràng tao đếm đi đếm lại 20 bó rau, mà đến đây chỉ còn có 18 bó. Cái loại không có người dạy nên ăn cắp phải không? Vừa nói, bà ta giật phát hai cái bó rau làm cái thau trên tay của nó đổ ụp xuống đất. Những con cua như được giải phóng, bò lổm ngổm rất nhanh. Nó không kịp phản ứng gì, ngồi thụp xuống hai tay dồ lấy dồ để, nhưng cô đã bò đi tứ tung khắp cả. Nó bật khóc. Cháu không có lấy cắp, là cháu lụm được ở mé đường làng đó. Cháu không có lấy cắp mà. Lúc này mới có người nói. Cua bò đi hết mất rồi kìa, thiệt là khổ à. Nè cái cô kia, sao ác quá vậy? Lỡ đâu mình làm trớt thiệt thì sao? Bà con còn binh hả? Cái loại cha mẹ nó chết hết lâu rồi, ai dạy đâu mà không có trộm cắp. Nó quệt nước mắt, giá cái thau bị móp cái đít, rồi đi về. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng người đàn bà quát tháo trong chợ. Một thúng rau, dây chằng cẩn thận, nếu có rớt thì tao phải biết chứ. Chỉ có nó ăn cắp lúc tôi đi bộ đi dắt xe vào chợ thôi. Tự giận khóc, nó thầm nghĩ. Từ nay có nhìn thấy bất cứ cái thứ gì trên đường, nó sẽ không có bao giờ thèm lụm đâu, kể cả bụng có đói đến chết. Nó giận khóc. Vào mùa cuối năm, nó vác cái cuốc đã lỏng cán và cái bao nhỏ ra đồng mót khoai. Góc nhà của nó đổ đầy khoai lớn khoai nhỏ. Nó chọn những cái củ xuất sắc ăn trước, còn cái củ lành thì xếp trong gầm giường để dành. Có một lần, nó chạy theo sau con trâu lụm giúp cho người ta đang cày để dở khoai và được họ cho khá nhiều củ nhỏ. Nó mừng lắm, chắc cái bao nặng lên vai, tay xách cuốc rồi đi về. Đến đầu xóm, lũ trẻ đang thả diều thấy nó thì kêu lên. Tụi bay ơi, thằng Tự nó bới trộm khoai tụi mày ơi, nhiều lắm kìa. Đâu có phải đâu, người ta cho tớ đó. Nghe đến đây, cả bọn sấn vào kéo cái bao từ trên vai của nó xuống. Lão, ai cho mày mà nhiều vậy? Chỉ có cuốc trộm người đồng thôi. Cái bao bị kéo rơi xuống đường, Tự ngã chúi xuống, xém nữa là dập mặt vào cái lưỡi cuốc. Những củ khoai lớn nhỏ trong bị đổ ra tung tóe. Tuổi trẻ thích chí đua nhau dẫm lên, làm cho tất cả bị gãy nát, trầy hết vỏ. Tự đứng trơ ra chỉ biết khóc. Lũ quỷ kia thì cười ha hả trước mặt nó. Bốc ném xuống rảnh đi tụi mày ơi, cho nó chừa cái tội ăn cắp. Lúc này như không chịu được nữa, Tự giơ cái cuốc lên mà hét. Tao sẽ bổ vào đầu tụi mày cho tao bị chết bây giờ đó. Cả bọn hò nhau chạy, miệng không ngừng kêu toáng lên. Thằng Tự nó đánh người kìa làng nước ơi. Lũ giặc con chạy đi hết rồi. Tự ngồi xuống, lụm những miếng khoai đã gãy vụn bỏ vào trong bao, thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt, khiến cho gương mặt của nó lem luốc từng vệt dài. Nó lụm sạch sẽ, không còn sót một miếng khoai vụn nào. Lặng lẽ khoác cái bao lên vai rồi bước về nhà. Trong lòng vẫn ấm ức vì sự việc vừa rồi. Tại sao không có ai tin mình? Mồ côi đâu phải là lỗi tại nó, mà do ba mẹ của nó bạc mệnh mà thôi. Cuộc sống này quá bất công, nó đã chịu khổ nhiều lắm rồi. Cứ như vậy, nó sống lủi thủi trong gian nhà tranh dột nát. Nhưng được cái trời phú cho nó sức khỏe, không khi nào thấy nó bệnh đau. Chắc vì nó đã quá dạn dày với sương và nắng gió. Có những ngày mưa kéo dài, không kiếm được chút gì vô bụng. Nó ngồi bó gối trên cái giường xà gỗ cũ kỹ. Dưới nền đất, một vũng nước như ở ngoài sân vì nhà dột. Cái bụng đói cuồn cuộn lên từng đợt réo ào ào. Lúc này, nó không có mong ước được gì hơn ngoài một chén cơm cháy hay củ khoai sống là cũng cảm thấy ngon lắm rồi. Nghĩ tới đây, nước miếng nó ứa ra, mắt mũi tối sầm lại vì đói. Tuy nghèo, nhưng chưa bao giờ Tự dám lấy trộm của ai cái thứ gì. Nhiều lúc đi ngang qua vườn táo sai trái, đóng chốc ở trên cành,
hoặc mùa vải chín từng chùm thò cả ra đường làng. Trong bụng thì đói, miệng thèm nhỏ rãi, nhưng nó chỉ nhìn rồi bước qua nuốt nước miếng ừng ực. Duy nhất có một lần, nó ngồi gặm lại của cái lũ chuột mấy quả chuối chín ngoài bãi, vậy mà nó bị ăn một trận đòn nhừ tử nhớ đến hết cuộc đời. Hôm đó, cũng như mọi ngày, trưa nắng nó đội cái thau bẹp lên đầu định đi mò, nhưng lần này nó ra tận khu bãi đất chuyển đổi, nơi có những vườn cây ăn quả rộng mênh mông. Bên cạnh là những ao vũng tốt, ngập bèo và rau muống. Cuối năm nước cạn, nơi này có rất nhiều cua ốc. Nó cũng đã lớn hơn vài năm trước, nên nó không chỉ mò mẫm ở một cái rãnh ven làng. Tự chui qua vườn chuối tốt tùm của nhà nào đó, những tàu lá xòe rộng che kín cả ánh nắng mặt trời. Nó thích thú cầm cái thau dung dẫy, vừa chạy vừa quýt sáo. Bỗng chân của nó dấp phải một cây chuối đổ vắt ngang, và hự một cái, nó ngã chuối đầu xuống, cái thau văng ra một chỗ, cả gương mặt của nó đập vào cái thứ gì đó nhầy nhụa, mát, lành lạnh. Mùi chua lòm bốc lên khắp người của nó. Nó lồm cồm bò dậy, hai tay sờ lên mặt. Thì ra là buồng chuối đổ xuống đã chín từ bao giờ, nhiều trái bị chim hay chuột khoét nham nhở, vỏ thâm lại và đang chuyển mùi. Nó lấy tay áo quệt lên mặt, rồi ngồi bẻ những quả còn lại gặm ăn ngon lành. Đang hí hửng nhai từng miếng chuối chín thâm thối dở, nó chợt nghe tiếng quát. Mày là lớn gan thiệt đó, ban ngày ban mặt mày dám vào vườn trộm chuối hả? Thảo nào, cả tháng nay không có được buồn nào già. Tao rình mày lâu lắm rồi đó. Hôm nay thì mày sống tướng với tao, hả? Hết đường cãi. Tự nó run rẩy đứng lên, trong miệng vẫn còn miếng chưa có nuốt hết, mặt mũi vẫn đang dính chuối khi bị té. Nó chưa kịp nói câu gì thì người đàn bà đó đã lao vào, túm lấy mớ tóc vàng khè bù xù của nó. Bà ta nghiến răng rít lên. Mày đã chặt bao nhiêu buồng chuối của nhà bà? Nói mau! Cháu, cháu không có lượm, không có chặt gì hết. Cháu không có ăn trộm chuối. Dứt lời, nó liền bị ăn mấy cái giả rất mạnh. Môi nó dập vào hàm răng, một dòng máu tươi từ đó bắt đầu chảy xuống cằm. Bà ta lôi nó đi sình sạch, tay chỉ vào những cây chuối bị chặt đổ. Nhìn đi, những cái cây này vừa bị chặt đó, nhựa vẫn còn chưa có khô. Không mày thì ai vô đây chứ? Có buồng chính tao chưa có kịp đem về, mày giáp người mà hốc ngon lành vậy hả? Nhưng mà đó chỉ là quả chuối bị chuột ăn, cháu chỉ gặm lại thôi, nó đang thối dở rồi đó. Nghe nó cãi, mụ đàn bà nổi lên cơn điên thêm. Cầm miệng ngay đi, hôm nay tao cho mày chết, hết cãi luôn. Chợt nhìn thấy cái thau nhôm của Tự lăn lóc gần đó, mụ chụp lấy và cứ vậy mà quất liên tục vào người nó không ngớt. Tự không thể chạy đi vì tóc của nó bị bàn tay mụ ta túm chặt. Dường như nỗi đau đớn không thể chịu đựng thêm được nữa, nó hét lên trong tiếng khóc ngắt quãng. Cháu biết tội rồi, bà tha cho cháu. Từ nay cháu xin chừa, tha cho cháu. Tiếng nó thất thanh, gian xin không ngớt, mụ đàn bà còn bồi cho nó mấy cái giáng thật mạnh vào người. Sau đó đẩy nó té sóng sồi ở trên đám đất gồ ghề. Mụ chỉ tay vào mặt của nó mà rít lên. Còn trộm cắp nữa, bà cho đi gặp thằng cha con mẹ mày luôn biết chưa? Kể từ hôm đó, Tự không dám bén mảng tới gần khu bãi nữa. Gặp ai trong làng, nó cũng cảm thấy sợ. Không còn cách nào khác. Nó lân la đến các quán ăn, xin được dọn dẹp và chỉ cần được ăn chút cơm thừa. Nó bắt đầu biết đi làm thuê. Có lần người ta gọi nó chặt cây dọn vườn, người thì kêu đào đất xẻ rãnh dẫn nước. Nó vui lắm và làm rất chăm chỉ. Mỗi lần như vậy, nó lại được ăn một bữa no. Sau đó, nhà chủ sẽ cho nó mấy đồng đem về. Rồi nó lớn lên mỗi ngày. Nó đi làm thuê không thiếu việc gì, miễn là có tiền. Nó đội đất cát đổ vào vườn, hoặc bốc gạch lên xe, đến chở phân ra ngoài đồng, nó đều làm được hết. Ba mẹ mất khi nó mới đang học dở dang lớp 4, chữ nghĩa không biết nhiều, nhưng các con số trên tờ tiền nó nhận rất rõ.
Không biết từ bao giờ, ở vùng quê này có tục lệ là sau khi người chết đã được chôn từ 3 đến 5 năm, phần mộ đó sẽ được đào lên. Sau đó, người ta dùng nước thơm nấu từ bồ kết nướng hoặc hoa hồi để làm sạch sẽ phần xương cốt, rồi xếp vào một cái tiểu sành để đưa sang phần mộ mới. Việc làm đó gọi là cải táng hoặc là hốt cốt. Vào cuối năm, thời tiết hanh khô, nhiều gia đình bắt đầu lo công việc bốc mộ. Trước đó, người ta phải đi xem ngày đẹp, giờ tốt, rồi mượn thầy về thắp nhang cúng tạ đất. Sau tìm thuê một đội đến đào và một người tắm rửa hài cốt. Cũng vì trong một tháng chỉ có vài ngày đẹp nên nhiều đám sẽ trùng ngày nhau. Đã vậy, trong vùng chỉ có một thợ duy nhất nhận làm việc này, cho nên nhiều người chạy vậy không biết thuê ai. Ở trong làng cũng có một gia đình đang rục rịch tính chuyển sang cát cho người nhà. Con cháu chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà vẫn chưa tìm được người nhận làm. Đang lúc lo lắng nhất thì có một bà lên tiếng. Nè, thử hỏi thằng Tự coi, chắc nó làm được đó. Mọi người thoáng nghĩ đến Tự, nó là người hiền lành thật thà. Từ trước đến nay, ai nhờ việc gì là nó sẵn lòng giúp miễn là có tiền. Nhưng nó còn ít tuổi quá, chưa có kinh nghiệm, liệu nó có bảo đảm được việc này hay không? Đây là một việc rất quan trọng, nên mọi người trong gia đình cần phải được bàn bạc. Nhưng không còn cách nào khác, lịch của thầy cúng và người nhận làm đã kín, họ đánh liều đến nói chuyện với Tự. Nghe xong, nó ngồi im rồi một lúc mới nói. Việc gì cháu cũng có thể làm, nhưng cái này cháu chưa có nhìn trực tiếp bao giờ, nên sợ không có hoàn thành tốt được. Người đó nghe vậy liền nói. Chỉ cần cháu nhận lời, mấy bác sẽ hướng dẫn, vậy có được không? Vậy là kể từ đó, cứ vào dịp cuối năm, Tự lại đi khắp nơi để làm bốc mã cải táng. Công việc tuy không có nặng nhọc, nhưng phải làm lúc 11-12 giờ đêm và chỉ có nghĩ đến thôi, người ta đã thấy rùng rợn hết cả người rồi. Nhưng bụng đói thì đầu gối phải bò. Mỗi lần như vậy sẽ kiếm được một ít tiền, cho nên nó cảm thấy rất bình thường. Có lần gặp nhà nào khá giả dễ chịu, họ không những trả thêm tiền mà còn cho rất nhiều quà, đôi khi là quần áo, giày dép và cả đồ ăn ngon. Có tiền, Tự mua tre luồng và ngói xi măng về nhờ người thay mái nhà. Từ đó, nó không còn phải chịu cái cảnh trong nhà như ngoài sân mỗi khi trời mưa. Mùa lạnh, nó đã có chăn bông đắp và quần áo ấm để mặc. Nó dự định sẽ tiết kiệm mua một chiếc xe đạp để mỗi lần đi làm xa không phải đi bộ hoặc chờ người nhà người ta đến đón. Thoát cái, Tự đã trở thành chàng thanh niên thật sự. Nước da đen trùi trũi vì suốt ngày đầu trần dưới trời nắng mưa. Nhưng được cái, nó có đôi mắt sáng và hàm răng rất tươi. Tuy vậy, không mấy khi người ta nhìn thấy nó cười. Từ nhỏ, Tự đã không có bạn bè. Hoàn cảnh của nó khiến cho người ta không muốn gần gũi. Cho nên, cả ngày nó cứ im lặng như cái bóng. Chỉ tới lúc đi làm, khi nghe người ta mọi người sai bảo hoặc hỏi tới nó mới cất tiếng trả lời. Và bây giờ, tới tuổi trưởng thành, nó vẫn không có một người bạn để tâm sự lúc buồn vui. Cái nghề làm thuê là hay rong ruổi khắp nơi. Một lần đi làm xa, nó quen cô gái tầm tuổi của nó khá xinh đẹp. Nhưng cô bị dị tật một bàn tay không có xòe hẳn ra được. Lần đầu tiên trong đời có một cô gái chịu nói chuyện với nó. Kể từ khi đó, Tự như người đổi khác. Nó vui vẻ phấn chấn hẳn lên, thỉnh thoảng lại đạp xe tới nhà cô bạn chơi và nói chuyện. Cô bé tên là Mến, bị dị tật bàn tay trái từ nhỏ, các ngón tay lúc nào cũng chụm lại và cầm nắm mọi vật rất khó khăn. Tuổi trẻ ở trong làng quen gọi là cô Mến Khèo. Tuy vậy, Mến được cái nết rất ngoan và chịu khó, dù không lành lặn, nhưng cô vẫn thường xuyên giúp ba mẹ việc đồng, việc nhà. Bàn tay phải làm mọi việc nhanh thoăn thoắt, khi muốn xúc đất, bàn tay trái cô vẫn ôm vào cán cuốc và làm được bình thường. Qua một thời gian làm bạn,
hai đứa đã hiểu và rất thương nhau. Tự Mạnh Bạo xin phép ba mẹ cô Mến về chuyện của hai đứa. Biết hoàn cảnh của Tự, ba mẹ Mến cũng ái ngại, nhưng nhìn bàn tay con của mình thì đành chấp nhận. Họ nghĩ, thôi thì nồi nào úp dung đó, nồi méo úp dung méo vậy. Và rồi Mến đã về sống chung nhà với Tự sau một cái đám cưới giản dị nhưng đầm ấm đầy tình yêu thương. Hai vợ chồng rất chịu thương chịu khó. Hằng ngày họ lăn lộn làm mấy xào ruộng, hết mùa Tự đi làm thuê làm mướn. Cuối năm tới mùa khô, anh lại có dịp đi kiếm tiền. Dù không có dư giả, nhưng họ đã có chén cơm no và một mái ấm thực sự. Nhưng hình như ông trời cứ thích trêu ngươi đôi vợ chồng trẻ đó. Khó khăn đã ập đến với họ từ khi Mến phát hiện mình có thai. Cô bệnh liên tục, không thể đi làm được. Một lần Tự chở vợ đi khám thì bác sĩ nói vợ anh bị hở eo thấp dạ con, nếu không cẩn thận rất có khả năng không giữ được đứa bé. Vậy là hằng ngày Mến chỉ nằm trên giường hạn chế đi lại, đôi khi phải gác chân lên cao hơn đầu một chút. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đến tay của Tự. Và một việc quan trọng nữa, đó là vợ của anh phải tốn khá nhiều tiền thuốc. Tự lại vất vả ngập đầu. Hằng ngày anh đi làm từ tờ mờ đến tối mịt để kiếm tiền. Gia đình nhà vợ cũng thương con gái, nhưng chỉ giúp được phần nào. Anh muốn đi mượn tiền để chữa trị cho vợ con, nhưng không ai muốn giúp. Bởi họ nghĩ, cho mượn rồi anh móc đâu ra mà trả. Vậy là anh phải bán chiếc xe đạp duy nhất trong nhà để lấy tiền mua thuốc cho Mến. Chỉ một thời gian ngắn mà Tự gầy hốc hác, đầu bù xù, nhìn chồng Mến thương đến trào nước mắt. Tự làm ngày làm đêm, vừa nuôi vợ bầu vừa lo cách nào để dành được ít tiền cho đến khi Mến sanh con. Anh nghĩ vất vả cũng chưa thể bằng những ngày tháng cùng cực nhất trong cuộc đời của mình. Đó là cảnh mồ côi khi bản thân mới hơn 10 tuổi. Anh đã phải tự lo kiếm sống, đói rách đến run người. Có những lúc tưởng chừng không có sống nổi. Nhưng khổ đến mấy, đói rét đến mấy thì Tự cũng chịu đựng được. Còn bây giờ, nếu không có tiền thì tính mạng của con anh sẽ bị đe dọa. Vậy là anh xoay như chòng chóng, lo đi làm bất kể nắng hay mưa. Vì tình trạng đặc biệt của mẹ bầu, nên tới lúc thai kỳ được 8 tháng, Mến đã sanh con. Một con bé nặng 2,5 kg ra đời. Khi bác sĩ gọi anh vào đón con, dù đang rất mệt, Mến nằm ở trên bàn đẻ cố gọi chồng. Anh, ẵm con lại đây cho em nhìn nó một chút. Mến yêu cầu anh cho mình xem chân tay của con bé. Khi nhìn thấy con mình lành lặn bình thường, cô mới thở phào và khẽ mỉm cười. Thì ra, trong lòng của cô vẫn canh cánh lo một điều, khi sanh ra nó sẽ giống mình có dị tật. Nhưng con gái cô hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ khác. Tuy thiếu tháng, nhưng rất may em bé không phải nuôi trong lồng kính. 3 ngày sau, Mến được về nhà. Tự lại bắt đầu lao đi làm như con thiêu thân. Tuy cực khổ, nhưng gia đình ngập tràn hạnh phúc bởi có tiếng trẻ con ở trong nhà. Sau mỗi ngày làm việc vất vả, anh về nhìn thấy con gái ngày một lớn thì vui lắm, quên cả mệt mỏi. Một tuần sau khi sanh, Mến tranh thủ lúc con ngủ thì tự giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa vì thương chồng cực khổ vất vả. Tới bữa, cô đi vo gạo nấu cơm. Người ta nói bà đẻ thường hay rỗng ruột nên ăn khỏe. Không biết có đúng hay không mà lúc nào bụng của cô cũng thấy đói. Nhưng nghĩ đến chồng đi làm cả ngày nên cô cố chờ anh về cho tới bữa ăn chung. Lúc ngồi vào mâm cơm, họ nhường nhau không ai chịu ăn thêm chén cuối cùng. Em ăn đi, còn lấy sữa cho con bú nữa. Mến nhất định đề nghị. Em no lắm rồi, anh ăn còn lấy sức mà đi làm kiếm tiền nuôi hai mẹ con em chứ. Hạnh phúc giản đơn là vậy đó. Họ bên nhau mỗi ngày trong mái nhà nhỏ từ ngày ba mẹ Tự để lại. Họ cố dành dụm xây dựng được cái chuồng và bắt con heo giống về nuôi.
Mến tranh thủ dọn vườn trồng rau. Cô cắm rào vây gọn vào một góc nuôi gà. Cái ao rộng kín bèo tay được cô dùng xào để vớt hết lên bờ. Sau đó bàn với chồng mua ít cá giống về thả. Sau này thỉnh thoảng ngồi câu cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Khi bé Út được 3 tuổi, anh chị gửi nó ở nhà trẻ để hai vợ chồng tiếp tục đi làm. Cuộc đời bắt đầu mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ tuổi. Họ đi làm mỗi người một việc kiếm tiền, tự đã mua được chiếc xe đạp mới và sắm quần áo cho con. Những tưởng cuộc sống ngày một khá hơn. Đó là vào một ngày anh nhận lời tắm rửa cho bà cụ ở làng bên đã mất cách đây 4 năm. Con cái của cụ đều khá giả, họ nói rằng sẽ trả anh thêm tiền vì thương hoàn cảnh của vợ chồng tự. Hai người mừng lắm, xong vụ việc này chắc chắn sẽ lại có món tiền để dành. Đêm đó cũng như mọi lần, sau khi xong công việc, anh đứng đợi để nhận tiền của nhà chủ. Bất ngờ, cô con gái của bà cụ kêu lên. Cái kiện bạc của mẹ đâu rồi? Anh tự tìm lại giúp coi. Họ nói ngày bà mất, con cái có đeo cho cụ một cái vòng bạc, nhưng tại sao bây giờ không thấy? Tự lại xỏ găng tay đưa hết chỗ cái hài cốt của bà cụ ra ngoài để tìm. Anh cầm đèn pin soi từng chút một tại chỗ mình vừa mới làm việc. Tay lần mò bới từng đám đất bùn nhưng vẫn không thấy gì. Đã tới giờ phải cho cụ vào nhà mới. Mọi người nói nhiều quá làm anh cuống cuồng run bắn cả chân tay. Cô gái hồi nãy lại lên tiếng. Anh có cầm của mẹ em không thì cho tụi em xin lại, lấy của người đã khuất là không có tốt đâu. Bỗng dưng tự rụng rời chân tay. Từng đó năm anh chưa bao giờ làm cái việc gì sai trái đối với ai, kể cả có người chặt chẽ đòi bớt tiền anh cũng đồng ý. Mặc dù nghèo không có cơm ăn, nhưng anh chưa bao giờ tự ý lấy của ai cái thứ gì dù nhỏ nhất. Anh lắp bắp hỏi lại cô gái. Dòng của cụ là cái loại như thế nào? Tôi đã tìm kỹ rồi nhưng không thấy. Một lần đi làm cho người ở bên xóm trên, tôi có tìm thấy cái nhẫn vàng ở trong quan tài. Khi đó người nhà mới nhớ ra là cái nhẫn đó đã được chôn cùng với người đã khuất. Nói thật là tôi chưa bao giờ làm cái việc sai trái cả. Tôi không có dám lấy cái gì của gia đình đâu. Lúc này, mấy người con của cụ mới nhao nhao lên nói. Thôi, tới giờ rồi cho bà vào nhà mới rồi. Chuyện này để tính sao? Tự đứng như trời trồng, rét rung giữa đêm tối. Xung quanh toàn là mùi nhang và mùi bùn đất bốc lên. Người hồi nãy quay ra nói với anh giọng gay gắt. Dòng có mẹ tôi là kiền đặc to hơn cả cái đũa nữa, chứ không phải là dòng mắt xích nên không có thể đứt gãy được. Tuy không có đáng bao nhiêu tiền, nhưng đó là kỷ vật của mẹ tôi. Nếu anh cần chúng tôi sẽ cho thêm tiền mà, tại sao lại làm cái chuyện đó? Nói xong, anh ta quay ngoắt đi theo đám người nhà. Tự lững thững bước lên đường lớn, rồi trở về trong bóng đêm. Biết là mình bị oan, nhưng không làm cách nào để giải thích được khi họ nói chỉ có mình anh nhúng tay vào trong quan tài của bà cụ. Về tới nhà, anh không vào trong mà ngồi ngoài cửa tới sáng. Vậy là hôm nay không có tiền, anh trót hứa cho con gái sẽ mua cho nó hộp phấn màu. Con bé rất thích vẽ, nó ước ao lâu rồi mà mãi làm nên toàn là quên. Hôm nay anh nhớ, nhưng người ta lại không có trả tiền. Anh buồn, cảm giác cay xè nơi sống mũi, biết nói với con gái như thế nào đây? Từ lần đó, không có ai muốn thuê anh làm bất cứ việc gì. Họ đều nghĩ vì nghèo mà anh trở nên xấu bụng làm bừa, lấy cắp cả cái dòng bạc của người đã khuất. Làm cái điều đó là thất đức, không trách được gia đình anh cứ nghèo hoài mà không thể ngóc đầu nên nổi. Bé Út đi học cũng không yên, tụi bạn vào hùa với nhau bốc lá rụng ở sân trường ném vào người nó rồi đồng thanh hô. Nè, tụi mày ơi, nó là con ông ăn trộm dòng bạc ở trong quan tài đó. Nó khóc từ trường về đến nhà rồi hỏi. Mẹ ơi, mẹ vẫn nói với con ba là người tốt, tại sao ở trường các bạn cứ gọi ba là đồ ăn trộm? Mến vòng tay ôm con, nước mắt ứa ra, còn trong lòng thì đau nhói. Từ trước tới nay họ đã khinh Tự rồi, nhưng thỉnh thoảng còn có người thương cho miếng ăn hoặc manh áo cũ. Bây giờ họ coi vợ chồng cô không bằng con súc vật.
Họ nói rằng cơm thừa đổ cho con chó ăn, nó còn biết coi nhà. Từ nay, không bao giờ muốn cho vợ chồng hắn bất cứ một cái thứ gì dù bằng móng tay. Loại người thất đức thì không có nên giúp phí công phí của. Nghe con bé hỏi thì thương con quá, mến đành nói: các bạn chỉ đùa thôi, lớn lên rồi con sẽ hiểu, ba con vẫn luôn là người tốt mà. Đã nghèo, nay anh lại càng thêm lâm vào cái cảnh túng bấn hơn. Muốn đi làm thuê cũng không ai người ta mướn. Tất cả dân trong làng ngoài xã đều nhìn anh chị bằng con mắt khinh thường ghẻ lạnh. Đêm đến, anh trằn trọc dắt óc suy nghĩ phải làm cách nào kiếm ra tiền để cuộc sống bớt đi phần cơ cực. Con gái của anh mỗi ngày một lớn, nó cần được học hành như tụi bạn. Muốn vậy, phải có tiền thì mới cho nó ăn học đến nơi đến chốn được. Anh bàn với vợ, sau đó đem bán heo, rồi bán gần hết số lúa vừa mới thu hoạch, đem tiền đi mua con bê giống. Nuôi bò thì chỉ cần bỏ công sức ra thôi, chứ không phải lo tiền mua cám như nuôi heo. Thức ăn của nó là cỏ tốt ngập ở ngoài đồng kia. Anh chặt tre trong vườn làm chuồng bò, mua cái bạt về làm mái, sau đó lấy tàu dừa buộc đè lên phía trên. Vậy là đã có chỗ che mưa che nắng cho chú bê. Mến hàng ngày đưa đón con, lo việc nhà xong thì cầm liềm ra ngoài đồng cắt cỏ. Còn anh ngày thì đi thả bò, đêm về mang rọ xuống bãi giấm cá tôm. Sáng sớm đi đổ rồi mang ra chợ bán. Những con cá nhỏ còn khỏe thì anh thả xuống ao nhà để nuôi cho nó lớn. Con bé Út càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ như đúc. Nó chăm học và rất ngoan. Anh chị mừng lắm. Vậy là không uổng công ba mẹ lặn lội thân cò nuôi nó. Hơn một năm sau, kể từ ngày anh dắt chú Bê về, nay nó đã lớn phỏng phao, thân hình chắc nịch ra dáng con bò trưởng thành. Anh đem bán và được một khoản tiền kha khá. Không ngờ chỉ vất vả một thời gian thôi, không có mất thêm đồng vốn nào mà nay lại thu được bạc triệu trong tay. Hai vợ chồng anh mừng lắm, cứ nghĩ mãi đây có phải là sự thật không. Rồi hai vợ chồng bảo nhau tác ao. Cái khâu dây phục nhẹ nhàng hai ngày trời thì nước cũng gần cạn, cá bắt đầu nổi lên từng đàn. Anh bắt dần đem đi bán. Chị thì đi chợ gần, còn anh đạp xe đem đi bán rong sang mấy cái xã khác. Cuối cùng, hết ao cá, họ lại thu được thêm một ít tiền nữa. Vậy là anh chị đã có nguồn thu không nhỏ. Anh trích một ít tiền đưa cho chị để dành chi tiêu, rồi đem mua luôn một cặp bê non nuôi tiếp. Anh mua gạch xây gian chuồng chắc chắn lợp ngói hẳn hoi. Vậy là công việc vất vả hơn lại bắt đầu. Tóc trên đầu của anh bắt đầu điểm bạc. Con Út ngày một lớn và học rất giỏi. Đã không ít lần anh ngồi khuyên bảo con gái: đời của cha mẹ vất vả lắm rồi, cho nên mong làm sao sau này con có cuộc sống tốt hơn. Muốn được như vậy thì chỉ còn cách là con phải học thật giỏi. Chỉ có học giỏi và chăm ngoan, con mới thoát khỏi cái cảnh nghèo như ba mẹ bây giờ đây. Con Út không hiểu tại sao học giỏi lại thoát được nghèo, nhưng nó biết chắc chắn một điều là ba nó nói cái gì cũng rất đúng, cho nên nó càng cố gắng chăm học hơn. Cuộc sống vất vả nhưng tràn đầy yêu thương cứ vậy mà trôi dần theo năm tháng. Ngày hạnh phúc nhất của gia đình nhỏ đã đến. Út thi đậu trường đại học sư phạm. Hôm báo điểm, nó ôm chặt ba mẹ hết cười rồi lại khóc: con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Anh tự bắt con gà lớn ở ngoài vườn làm thịt. Chị đem luộc rồi đặt lên bàn thờ, thắp cây nhang cúng tổ tiên ông bà. Con bé chắp tay trước bàn thờ ông bà nội. Nó hứa rằng sẽ học thật tốt để không có phụ công ba mẹ. Ước mơ của nó sau này sẽ là cô giáo dạy giỏi ở trường làng. Ngày nó nhập trường, chị ôm con gái dặn dò: nghe nói ở thành phố người đông lắm, cho nên con phải giữ gìn cẩn thận. Ba mẹ sẽ cố gắng làm để nuôi con cho bằng bạn bằng bè. Út cũng khóc thương cho ba mẹ vì nó mà cực khổ.
khoác cái túi quần áo đồ dùng lên vai, rồi nó ngồi sau xe đạp để ba chở lên ga tàu. Bạn bè đứa nào cũng được ba mẹ đưa lên để thu xếp chỗ ở, nhưng nó muốn đi một mình. Nó nói nó sẽ ở ký túc xá trong nhà trường, ba mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe. Con Út đi rồi, anh chị buồn ngẩn ngơ mất mấy ngày, vì không có điện thoại nên nó hẹn sẽ về nhà vào chủ nhật cuối tháng. Mới có mấy tuần, mình nhìn thấy con gái gầy đi, nhưng nó lại có vẻ rắn rỏi hơn trước. Chị lo lắng. Con đừng có tiết kiệm quá, bệnh là không có sức khỏe để học đâu. Về nhà, con bé vui như đã xa ba mẹ từ lâu lắm. Nó xắn tay áo vào bếp nấu cơm giúp mẹ. Buổi chiều, nó xuống ao xách nước tưới rau ở ngoài vườn, rút rơm cho bò, sau đó xúc bắp cho gà ăn. Vừa làm nó vừa nhảy chân sáo, luôn miệng nói chuyện cứ như ngày mai đi rồi sẽ không còn được gần hai người để mà nói. Ba mẹ nhìn con như vậy thì thấy vui trong lòng. Chỉ mong sao nó cố gắng học hành, còn cực khổ vất vả bao nhiêu họ cũng có thể chịu được. Tuy đại học sư phạm không phải mất học phí, tiền phòng ký túc xá cũng rẻ hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng đối với gia đình Út thì vẫn rất khó khăn. Đó là tiền ăn hàng ngày, tiền mua sắm sách vở, dụng cụ học tập, đồ dùng sinh hoạt. Học được một thời gian, Út hỏi bạn bè và đăng ký với nhà trường xin đi làm thêm ở lò bánh mì vào buổi tối. Nhưng nó chỉ được ra khỏi trường từ 17 giờ và phải vào ký túc xá trước 22 giờ 30. Nhiều khi tan học, nó không kịp ăn mà đi làm luôn. Lý do là phải đi bộ một đoạn khá xa. Tới quán, cô chủ thường cho nó hôm thì cái bánh mì ngọt, hôm thì cái bánh bao. Vậy là nó đã bớt được khẩu phần ăn bữa tối rồi. Chủ nhật đó, nó vừa về tới nhà, đưa cho ba một cái điện thoại và nói: "Con mua cái điện thoại này để cho ba mẹ tiện liên lạc. Trong đó con đã lưu số của cái hàng bạn của con cùng phòng. Nếu có việc gì ba mẹ cứ gọi, bạn ấy sẽ nói lại với con." Anh chị kêu lên: "Đừng có nói là con nhịn ăn để mua điện thoại đó nghe. Ba mẹ không có cần đâu. Mỗi tháng con về một lần là được rồi. Có chuyện gì đâu mà phải gọi điện thoại." Út nói là cái điện thoại cũ bạn để lại cho rẻ lắm, ba mẹ không phải lo, và nó giấu nhẹm không nói chuyện về việc mình đã đi làm thêm ở lò bánh mì. Thốc một cái, con Út đã gần qua học kỳ 1. Hôm đó, nó gọi điện thoại về nói chuyện với ba mẹ. "Tháng này con ở lại ôn tập, nghỉ Tết sẽ về một thể luôn. Con đọc địa chỉ, ba mẹ mang tiền đến gửi cho con nghe. Con Hằng là bạn cùng phòng mà ba vẫn gọi vào cái số của nó đó cho con." Con Hằng mà con bé nói cách nhà anh chị gần chục cây số. 4 giờ sáng hôm đó, anh chị dậy, bắt đôi gà trói chặt rồi xếp vào lồng. Vì bàn tay của chị đi xe đạp đường xa sẽ khó khăn, nên anh dự định mình sẽ lên chợ huyện bán gà, rồi rẽ vào địa chỉ của Hằng để gửi tiền cho con gái. Những tháng cuối năm lất phất mưa phùn, trời lạnh căm căm, anh tự buộc chặt cái lồng gà vào xe rồi đạp nhanh ra đường. Tới ngoài xóm, chợt anh nghe thấy tiếng chó sủa ầm ầm, tiếng người kêu oai oái: "Trộm, trộm, bắt lấy nó bà con ơi." Anh giật mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng có một bóng đen ở trong ngõ lao tới đâm sầm vào anh, làm ngã giật ra ngoài đường. Đúng lúc đó, ánh đèn pin rọi tới loang loáng cùng với tiếng người hô lớn: "Nó đây rồi, bắt được rồi." Bóng đen vùng dậy, lủi nhanh xuống bờ ruộng, rồi chuồn mất hút trong cánh đồng mờ sương, chưa nhìn rõ người. Tự chưa kịp định thần thì đã bị mấy cái đèn pin rọi vào mặt. Sau đó, gậy gộc ở đâu phang vào đầu, vào người anh tới tấp. Anh đưa tay lên đỡ thì liền bị một nhát chí mạng. Đau quá, anh hét lên: "Mọi người làm cái gì vậy? Tôi là Tự đây nè." "À, thì đã tên Tự ăn cắp vòng bạc đây mà." Dù đau đớn thấu gan tim nhưng anh vẫn cố nói: "Tôi đi bán gà của nhà chứ không có ăn cắp cái gì của ai cả. Không tin mọi người coi đi." Mấy cái đèn pin soi vào một chỗ thì thấy một cái lồng đã bị gãy,
Trong có khoảng gần chục con gà lớn, bên cạnh là một cái bao, phía trong có tiếng lục sục. Một người đàn ông túm lấy vạch miệng bao ra rồi thốt lên. Đây rồi, toàn là gà thôi, vậy mà còn cãi hả? Đánh nữa đi, cho nó chừa cái thói ăn cắp, chứng chết vẫn không chừa, đi trộm gà để nuôi con đại học chứ gì. Nghe tới câu này, anh không thể chịu được, cố lấy sức hét lên. Mọi người lầm rồi, kẻ cắp nó chạy, nó đụng vào tôi, ngã lăn ra đây nè, sau đó nó chuồn ra ngoài cánh đồng kia kìa. Có tiếng cười nhạt. Chuyện dễ nghe quá hả? Làm gì có thằng kẻ cắp nào nữa, rõ ràng bao gà nằm cạnh đây mà còn cãi. Mấy ông trói vào rồi lôi nó ăn ra quỹ ban cho cô ăn làm việc. Đến nước này, ông không biết nói sao. Trời tối không thấy gì, nhưng mùi tanh của máu bắt đầu thốc vào mũi anh. Có người nào đó nói thiệt lớn. Thôi, tôi đem gà về, sau đó gọi vợ nó ra mà cõng thằng chồng. Đúng là có lời khố trách áo ôm, đói ăn dụng túng làm liều. Hổng trách sao, mặt đời không có ngóc được mặt lên. Cả làng chú ý nghe, từ nay có ai mất cái thứ gì, cứ đến nhà vợ chồng mến tự mà đòi. Tự nghiến răng đau đớn, vết thương bên ngoài đau một thì ruột gan anh đau 10, và tiền đâu mà gửi cho con gái bây giờ. Đám người đó bỏ đi cùng với cái bao gà và cả lồng gà của nhà anh. Tự cố hét lên, gà trong lồng là của tôi, trả tôi đây. Đám người đó vẫn bước đi, không ai thèm nghe những lời đau đớn tuyệt vọng của anh. Tự đứng lên, cố dắt chiếc xe đạp lết về nhà. Thấy chồng mặt mũi bê bết máu, chị Mến hoảng hốt kêu lên. Anh bị sao vậy? Tai nạn hả? Vậy gà đã bán chưa? Anh không nói được câu nào. Nước mắt cứ vậy mà chảy xuống má, hòa lẫn vào màu đỏ của máu, rớt xuống cái áo loang lổ vết thâm. Chị vội lấy cái khăn lau mặt cho anh, ruột gan đau thắt lại. Anh kể đầu đuôi câu chuyện và dặn vợ không có nên cho con gái biết. Nhưng bây giờ lấy đâu ra tiền để gửi cho nó? Con Hằng thì đang ở quê, muốn liên lạc với con Út cũng không có thể được. Cuối cùng, chị quyết định gọi cho Hằng. Sau khi kể chuyện, chị nói với bạn của con. Nhờ cháu gọi cho ai đó trên trường để báo cho Út biết mà khất tiền với cô giáo. Chủ nhật sau, cô chú sẽ cố gắng gửi tiền lên. Bữa tối hôm đó, anh Tự không có ăn được cơm gì đâu. Chị Mến vo gạo vào nồi, nấu cháo thật nhừ. Sau đó múc ra chén để nguội bớt, rồi mới bưng lên cho anh ăn. Miệng thì lẩm bẩm. Không biết những người đó nghĩ cái gì nữa. Đổ oan cho người ta rồi, còn lấy luôn cả mấy con gà không phải là của mình. Bỗng, anh chị giật mình bởi tiếng hỏi lanh lảnh của con bé Út. Ai đã đánh ba của tao, đến sưng bạc mũi như vậy, là ai đã lấy gà của ba mẹ tao? Anh chị sững sờ nhìn con. Thì ra nghe bạn nói ba mẹ ở nhà gặp chuyện nên chưa gửi được tiền, nó sốt ruột ra tàu mua vé về quê luôn. Bé Út chạy lao vào ôm ba khóc nức nở. Nó nghe bạn nói sơ qua, nhưng không ngờ ba nó lại bị đau tới như vậy. Anh Tự nhẹ nhàng nói với con. Không có sao đâu con à, người ta đánh lầm ba thôi, vài hôm nữa vết thương lành ngay mà. Nghe tiếng nói khó khăn của ba vì đôi môi sưng véo, nó cảm thấy ruột gan sôi lên. Sau khi nghe mẹ kể lại đầu đuôi câu chuyện, nó nói. Ba đợi con một chút. Hai người chưa kịp nói gì, thì con bé đã chạy nhanh ra ngoài. Nó tới thẳng nhà bị mất trộm gà, không cần ai mời, nó bước thẳng vào trong rồi nói. Mấy bác cho cháu xin lại mấy con gà trong lòng đi, đó là mồ hôi nước mắt của ba mẹ của con. Bà chủ nhà trợn mắt. Gà nào của mày? Đúng là cha ăn cắp con đi la làng. Nó nói vẫn rất lễ phép, nói to rõ từng câu. Nhà bác mất trộm, có ai tận mắt nhìn thấy ba của cháu vào chuồng gà bắt không? Tại sao không ai tin lời của ba cháu? Mà vô cớ đánh người sưng hết mặt mày, dở hết cả mồm miệng ra, bây giờ không ăn uống được. Sau đó lấy luôn cả gà mà ba cháu trên đường mang đi bán. Nói đến đây, nó bật khóc. Chủ nhà vẫn không chịu trả gà cho con bé. Nó quay gót ra về không quên chào một câu. Chào bác cháu về, mồ hôi nước mắt của người khác, bác có nuốt cũng không có trôi đâu. Út trở ra, rồi bước thật nhanh, trong lòng nó trào dâng một mối hỗn độn. Không hiểu tại sao mình lại nói được những cái lời đó với bà ta, tại sao người với người lại đối xử tàn ác với nhau như vậy. Ba mẹ mình
là người hiền lành chất phác, dù nghèo chưa bao giờ họ muốn nó làm cái điều gì sai trái. Nó không tin cuộc đời lại bất công đến như vậy. Dứt khoát, nó phải học hành đến nơi đến chốn để sau này bảo vệ được ba mẹ, bảo vệ được chính bản thân của mình. Về tới nhà, Út liền nói: ba mẹ không phải lo tiền cho con nữa đâu, lên đó con sẽ khất với cô giáo nộp sau cũng được. Anh Tự quay ra nhìn con không khỏi xót xa. Bò nhà của mình cũng tới ngày được bán rồi, nhưng họ nói tới Tết mới bắt. Giả lại, con nói là gửi ít tiền thôi thì ba nghĩ bán mấy con gà cũng đủ. Hay là con điện lên xin phép cô nghỉ một ngày, ngày mai ba gọi người đến bán bò đi. Nhưng Út nhất định không chịu nghỉ một buổi học. Nó dặn dò ba mẹ ở nhà phải cẩn thận, cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe. Sau đó nó vội vàng quay lên trường. Tới nơi, nó đến thẳng lò bánh mì nói chuyện với cô chủ hỏi mượn tiền. Nghe kể hoàn cảnh nên cô cũng thương, nhưng nó chỉ được mượn một nửa số tiền đang cần. Út lấy hết mấy đồng còn lại trong người đem nộp cho lớp trưởng. Vậy là nó không còn một xu để ăn uống. Út nhịn đói đi học cả ngày. Sau đó tới chiều tối đi làm mới ăn cái bánh mì tại lò. Mấy ngày sau đang học thì mắt nó hoa lên rồi không thể ngồi vững để học tiếp. Lúc bấy giờ mọi người mới dở lẽ biết chuyện. Cả cô giáo và các bạn mỗi người một ít tiền góp vào đưa cho nó. Con bé cảm động rơi nước mắt, miệng lắp bắp mãi mới nói nổi một câu cảm ơn. Con gái thì bị đói lả trong lớp ở trên trường đại học. Ở nhà, anh Tự vẫn đau khắp mình mẩy vì những đòn roi quan chí mạng. Mặt mày sưng húp, không có ăn uống được. Nghe người ta nói, trên chợ huyện có ông thầy lang bán thuốc xoa bóp hay lắm. Vậy là chị Mến dặn chồng ở yên trong nhà, sáng sớm dậy bắt đôi gà đem bán. Chỉ mong sao gặp thầy gặp thuốc cho anh mau lành. Chị đạp xe đi chậm chậm, hơn một tiếng đồng hồ sau mới lên tới chợ huyện. Sau khi gửi xe ngoài bãi, vừa lễ mễ bưng cái giỏ cói vào tới hàng gà vịt, bỗng chị nhìn thấy dáng người quen quen. Lão ta đang bán rất nhiều gà, trong đó có cả mấy con gà của nhà chị mà hôm trước lão đã cướp từ tay anh Tự. Lũ gà mà anh chị nuôi từ khi nó mới nở, hàng ngày chăm chút sáng chiều cho ăn. Sau gần một năm trời, nó bằng từng này thì làm sao mà chị không có nhận ra. Nhưng chị đành im lặng, lo bán hai con gà, rồi vội đi hỏi tới hàng thuốc. Vậy là một đôi gà đổi được cái lọ nhỏ Bicillin. Bên trong là thước nước màu đen xì, thầy dặn về xoa bóp vào cái chỗ đau ngày hai lần, mấy hôm sẽ đỡ. Chị đạp xe về tới làng, thì trời đã gần trưa. Bỗng dưng, nghe đâu đó có tiếng thét thúa vọng ra. Tổ cha cả lò nhà mày, bị đánh vậy mà không chừa, hôm nay lại dám sang dơ vét hết cả gà lớn bé nhỏ trong chuồng nhà bà. Thì ra là mụ hàng xóm bị mất trộm gà, đang khuynh tay bắt loa lên chửi. Vừa thấy chị, mụ ta lao tới chặn xe. Đây rồi, tao nói không có sai mà, cái loại trộm cắp quen tay, vợ chồng mày về bảo nhau trả ngay gà cho tao, nếu không bà móc họng cả lũ ra ngay bây giờ. Mặt của chị Mến nóng bừng, nhưng chị nghĩ nói nhiều với cái hạng người như mụ ta chỉ phí lời. Chị nhẹ nhàng nói từng câu một. Chồng tôi bị các người đánh cho thừa sống thiếu chết, đang nằm bẹp dí ở nhà kìa. Còn gà hả? Tôi thấy chồng chị đang bán ở trên chợ huyện đó, trong đó có cả mấy con gà đã cướp từ tay ông Tự nhà tôi nữa đó. Tự dưng mụ ngớ người ra rồi nhìn theo chị mà nói lớn. Đúng là cái loại nghèo kiết xác, chuyên trộm cắp, tưởng tao tin mày hả? Và rồi nghe đâu hôm đó vợ chồng mụ đánh nhau lộn bồng mà không có người can, không ai thấy lão chồng nói cái gì, chỉ có mụ vợ gào đến khản cả cổ vì tiếc của. Sau đó cả làng đều biết chuyện. Vậy là vụ trộm gà được sáng tỏ, anh Tự hoàn toàn vô tội. Nhưng cả tuần không ai nhìn thấy anh đi làm vì vết thương vẫn còn rất đau. Té ra lão chồng nghiện rượu đó định trộm gà của nhà đem bán. Khi thấy động, mụ vợ dậy hô quán dân làng đuổi theo. Khi hắn ta đụng phải anh Tự rồi ngã lăn ra đường, liền chạy xuống bờ ruộng và chuồn rất nhanh, quay lại nhập vào đám đông.
sau đó miệng cũng hô hào bắt trộm và xông vào đánh. Chỉ tội nghiệp cho anh Tự, gà đã mất mà phải chịu đồn quan bao ngày mới khỏi. Vậy mà không ai được một câu hỏi han xin lỗi, đúng là họ khinh người nghèo thiệt mà. Lại kể về cái chuyện của gia đình bị mất cái dòng bạc. Không hiểu sao, mấy năm trở lại đây, con cháu trong nhà lục đục hết bệnh lại đau, làm ăn thua lỗ. Lúc nào họ cũng nghĩ tất cả là do anh Tự đã lấy cắp cái dòng bạc của bà cụ, cho nên cả nhà họ mới gặp đen đuổi. Mấy bà dâu gái ở trong nhà đi xem bói lung tung, họ bỏ ra khá nhiều tiền để nhờ thầy cúng bái làm lễ. Một hôm, vợ chồng anh Tự đang ăn cơm tối, thì có người vào nhà muốn nói chuyện. Việc xảy ra lâu rồi, chúng tôi không có muốn nhắc lại nữa, nhưng hôm nay đến đây muốn anh làm một việc theo yêu cầu của chúng tôi. Đó là vừa qua, gia đình đi xem bói, thầy có phán rằng cái dòng của mẹ tôi do chính anh đã lấy hôm tắm rửa cho bà cụ. Hoàn cảnh nghèo túng thế này thì hôm nay chắc chắn cái dòng đó không còn, nên thầy có hướng dẫn là chúng tôi sẽ sắm một cái dòng bạc bằng hàng mã. Chủ nhật này là ngày giỗ của bà, yêu cầu anh đặt cái dòng đó trước bàn thờ nói lời xin lỗi mẹ tôi. Tuy hàng mã không có đáng bao nhiêu, nhưng anh phải bỏ tiền ra trả thì mới linh nghiệm. Xong việc, cái dòng sẽ được đốt để mẹ tôi dưới kia nhận được. Anh chị nghe hết sức vô lý, nhưng lại nghĩ vì người đã khuất thì đành chấp nhận, chứ bây giờ có cãi cũng không có thể được. Hôm đó, anh đến gia đình nhà kia theo yêu cầu của họ. Trước đông đủ con cháu của bà cụ, hai tay anh bưng cái dĩa có đặt bên trên một cái dòng làm bằng giấy bạc trắng bóng. Anh quỳ xuống và khấn theo tờ giấy có sẵn lời của con cháu bà đã viết. Sau khi xong việc, anh bước về nhà trong lòng thanh thản. Bão gió rồi cũng qua, mưa lâu rồi trời cũng phải tạnh, và thời gian thì cứ trôi mãi không ngừng. Một năm vẫn bốn mùa thay nhau kế tiếp. Cuộc sống ngày càng phát triển, xã hội đổi thay đến chóng mặt. Nhưng gia đình anh Tự vẫn cứ nghèo, chăn nuôi làm được bao nhiêu tiền chỉ để dành nuôi con ăn học. Hằng ngày họ vẫn một màu áo đã bạc và những bước chân lầm lũi hết ra ngoài đồng lại về nhà. Nhưng cuộc đời không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Mấy hôm nay, bỗng dưng cả làng xôn xao vì có một nhóm cán bộ về xem địa lý nơi xóm nhỏ. Nghe nói họ sẽ mở một con đường tắt nối liền hai quốc lộ lớn, trong đó có đoạn đi qua ngôi làng này. Và một điều quá bất ngờ đã đến. Mấy gia đình vườn đất nằm trong quy hoạch sẽ trở nên có giá trị, trong đó có toàn bộ khu vườn nhà anh Tự. Cán bộ nhà nước làm việc với từng gia đình, họ sẽ đền bù tiền theo mét vuông đất và nhà cửa cây cối cũng được tính theo giá trị, sau đó được cấp một đám đất khác để làm nhà. Vậy là nguyên khu vườn rộng thênh thang của ba mẹ Tự để lại được đánh giá đền bù với con số tiền rất lớn. Anh được phân một đám đất ngay mặt đường mới để làm nhà. Hai vợ chồng anh nhìn số tiền mà không dám tin đây là sự thật. Mấy ngày đầu họ còn không dám ngủ và ăn không có biết ngon. Sự việc quá bất ngờ khiến cho tâm lý họ bị xáo trộn thật sự. Anh chị mua nguyên vật liệu, thuê thợ làm một ngôi nhà vừa đủ khang trang, sắm sửa một số tiện nghi cần thiết. Cả hai bàn với con Út là mua cho nó một cái xe máy đẹp, nhưng nó không đồng ý. Hiện nay con vẫn còn học nên chưa cần đến xe, còn cái ý kiến dài ngang, nên mua một chiếc để ba đi đâu chở mẹ đi cùng. Ba mẹ để một ít chi tiêu, còn lại gửi tất cả vào tiết kiệm. Hai người đã cực khổ cả đời rồi, bây giờ nên hưởng thụ một chút. Sau này ra trường đi làm, có lương con sẽ mua xe sau. Bây giờ, tuy đã là người có tiền, nhưng vốn lao động chân tay quen rồi, nên anh chị ngồi nhàn rỗi không chịu được. Cánh bãi bỏ cỏ ngày nào, nay đã được quy hoạch thành lập công ty, nên anh không có nuôi bò nữa. Khoa học ngày càng phát triển, người chết sẽ được quả thiêu, sau đó sẽ đem tro hoặc cốt về đặt vào phần mộ. Việc bốc mã cải táng đã không còn. Giờ rồi xã có tổ chức quy hoạch lại khu nghĩa trang cho gọn. Cán bộ thôn huy động ai có khả năng lao động làm việc thì đăng ký. Anh không ngần ngại mà xung phong ghi tên đầu tiên.
Khi cánh đồng gần nghĩa địa được quay gọn một chỗ, những xe ben chuyển gạch cát và xi măng đổ ào ào. Anh cùng với những người đàn ông khác đào móng để thợ xây làm việc. Dự định sẽ xây tường cao vừa phải cho gọn từng khu. Hôm đó, anh vừa mới cúi xuống dùng tay bưng cái tảng đá ném lên trên. Khi nó bể đôi, liền bật ra một cái vật gì đó hình tròn, nhìn giống như cái dòng lớn bằng cái miệng chén. Như có linh tính, anh quay lại lụm vật đó lên nhìn. Mọi người xúm vào hỏi: "Cái gì đó? Lụm được cổ quý sẽ giàu to đó." Anh quay người rửa cái vật đó trong dụng nước đục ngầu. Một người lại nhắc: "Cho vào lưỡi móng cạo đi, xem là cái gì, hay là dòng vàng cũng nên ạ." Anh đưa vật đó cọ vào lưỡi mai, sau cái lớp rỉ đen xì, bật ra bỗng hiện rõ một vệt trắng. Chợt anh thốt lên: "Một cái kiềng bằng bạc." Tất cả đám đông đều nhìn anh, như không giữ được bình tĩnh, anh lại nói lớn: "Mọi người ơi, là cái dòng bạc, cái dòng kiềng bằng bạc." Anh ngẩng cao mặt lên định thần nhìn lại, đúng chỗ này đây, đúng là cái chỗ này. Anh chạy lên bờ hô lớn: "Tôi được minh quan rồi bà con ơi, cái kiềng bằng bạc đây rồi." Bỗng dưng, nước mắt của anh trào ra, rơi xuống đôi gò má đen rám nắng lấm tấm những vết bùn đất. Tất cả đều ngừng tay ngẩng lên tròn mắt nhìn anh không chớp. Anh tự bước thật nhanh đến bên tổ trưởng rồi nói: "Tôi xin phép nghỉ hôm nay nghe, gần nửa ngày coi như không có chấm công cho tôi cũng được, tôi phải về nhà có việc gấp." Nói xong, anh bước lên bờ và chạy như bay về nhà. Anh lấy cái điện thoại gọi ngay cho con gái, nhưng chắc đang trong giờ học nên nó không nghe. Anh vội vàng gọi chị: "Đi, đi với anh sang bên này nói chuyện, mau lên." Anh kêu vợ ngồi lên đằng sau rồi đạp xe một mạch sang gia đình nhà bà cụ năm nào. Chị Mến ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì. Tới nhà con trai của bà cụ, anh không kịp chào hỏi mà nói luôn: "Tôi lụm được cái vật này tại chỗ làm ở bên lạch nước gần bãi Tha Ma, đúng cái chỗ mấy năm trước tắm rửa cho bà cụ. Gia đình xem có phải là cái dòng bạc của bà cụ hay không." Hai vợ chồng nhà chủ giật mình nhìn cái túi ni lông trên tay anh. Bên trong có vật gì nó đen xì hình tròn, đường kính khoảng gần gang tay. "Anh nói lung tung cái gì vậy? Cái thứ đen thui bẩn thỉu kia mà là dòng của mẹ tôi sao?" Nhưng anh tự vẫn một mực khẳng định đây là cái dòng bạc. "Anh chị đem rửa sạch đi rồi sẽ thấy." Chị vợ chìa tay cầm cái vật đó ra dội nước, hì hục một lát sau trở vào: "Chưa được sạch cho lắm, nhưng nó đúng là cái kiện bạc thiệt, chỉ chưa biết có phải là của bà hay không." Họ gọi anh em về. Cái dòng lẫn trong bùn đất bấy lâu đã mất màu của bạc, nhưng kiểu cách chỗ giáp hay đầu nối của dòng thì không lẫn vào đâu được. Họ xác định đây đúng là cái dòng mà bà cụ đã được các con đeo cho lúc gần ra đi. Vậy là nỗi oan khuất bao nhiêu năm cũng được hóa giải. Mấy người con của cụ nhìn nhau, rồi ông anh cả cũng thay mặt các em nói lời xin lỗi với anh: "Mong anh chị và cháu bỏ qua cho, bấy lâu nay gia đình nghĩ oan cho anh tự, chúng tôi thành thật xin lỗi." Cô con gái của bà cụ năm nào chanh chua, bây giờ im bặt. Anh tự toan về, thì bỗng chị Mến bất ngờ lên tiếng: "Năm đó, nhà em làm phúc mà phải chịu tội, đã bị đổ tiếng oan, lại còn không được trả công một đồng nào." Họ lại đưa mắt nhìn nhau. Liệu có phải vì vậy mà suốt mấy năm qua con cháu nhà cụ làm ăn cứ lục đục mãi không? Chợt ông anh cả nhà đó nói: "Lâu rồi nên chúng tôi không có nhớ, rồi gia đình sẽ hoàn lại số tiền công của anh năm đó, mong được anh chị bỏ qua cho." Chào họ ra về, anh chị vừa mới tới ngoài ngõ thì gặp lão Chức. Hai chân của lão đi hình xoắn quẩy, miệng phả ra toàn mùi rượu nồng nặc. Tiếng của lão rè như đài gần hết pin. "Cô Mến, đi đâu vậy đó? Cái chú Tự nữa." "Chào bác, em đi có chút việc." Lão Chức là con trai của mụ đàn bà năm xưa đã đánh tự trong vườn chuối. Vết sẹo ở cái môi của anh vẫn còn tiều lên như thể nhắc cho anh không có được quên cái chuyện này. Sau cái lần đó, nhà mụ vẫn bị mất chuối liên tục. Cày cú, vợ chồng mụ rình và bắt được chính thằng con trai của mình chặt trộm đem bán. Nhìn cái dáng vẻ của lão,
Mến thấy đáng thương hơn là đáng trách. Hồi còn trẻ sống chơi bời xa đọ, bây giờ tiều tụy thành con sâu rượu. Cứ như vậy, có lúc say đâm đầu xuống ao mà chết lúc nào không hay biết đó. Đúng là con người ta thật kỳ lạ, cứ thích tự hủy hoại bản thân mình mà không hề thương tiếc. Cho tới khi cận kề với cái chết rồi, có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Dân làng không ai còn dám nói anh Tự là người ăn cắp nữa. Từ cái vụ hai bó rau cải đến lũ giặc dở trong làng đổ vạ cho anh bới trộm khoai, vụ gặm mấy cái miếng chuối đang thối dở của chuột, rồi chuyện cái dòng bạc, chuyện cái bao gà ngày đó, tất cả đã qua lâu rồi, không cần ai nói giải bài biện hộ, anh chỉ cần trong lòng mình nhẹ nhõm là được. Cả cuộc đời lam lũ khổ đau, nay tuổi xế chiều, chỉ mong thanh thản an bình một chút. Mọi chuyện rồi cũng qua đi theo thời gian, nỗi uất ức căm hận đã không còn, nhưng vết sẹo lòng thì khó có thể mờ ngay được. Anh chị sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà khang trang. Đứa con gái rượu chăm ngoan sắp trở thành cô giáo rồi. Mọi người không còn nhìn anh bằng đầu con mày cuối con mắt nữa, mà thay vào đó là cả một sự ngưỡng mộ thán phục. Anh chị thì vẫn vậy thôi, giản dị, mộc mạc, và một điều đặc biệt nữa là vẫn rất chịu khó làm ăn. Sau bữa cơm chiều, hai anh chị đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Chuông điện thoại của anh reo lên, là con Út nó gọi. Nó đã thi tốt nghiệp xong, nhưng vẫn ở lại đi làm thêm ít thời gian kiếm tiền. Vừa nhìn thấy anh, nó liền hỏi. Con chào ba, mẹ con đâu rồi? Anh gọi chị tới ngồi bên rồi hỏi. Mẹ con đây, vậy có chuyện gì? Con có tin buồn muốn thông báo. Không khí căng thẳng lại bắt đầu len lỏi trong căn phòng. Chợt nó cười khanh khách. Con chúc mừng ba và mẹ, điểm tốt nghiệp của con đạt loại giỏi. Anh mừng quá, không nói được cái gì. Chị thì cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chả. Con gái họ đã trưởng thành, vậy là không có uổng công bao năm ba mẹ lặn lội gió sương. Từ nay hạnh phúc sẽ luôn ngập tràn trong gia đình của họ. Sóng gió cuộc đời đã qua đi, tuổi gần 60, tóc đã nhuốm đủ màu của sương gió, nhưng nỗi oan khuất đến bây giờ đã được phơi bày sáng tỏ. Anh Tự thắp nén nhang lên bàn thờ, bàn tay chắp trước ngực. Chúng con cảm ơn ông bà, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn cuộc đời. Rồi anh quay vào cái điện thoại chị Mến đang cầm, chợt tiếng con Út nói lớn. Con cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ cũng cảm ơn con gái ngàn. Và cả gia đình họ cùng cười, nụ cười thật hạnh phúc. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi, con Út được mời ở lại làm giảng viên trong trường đại học. Nhưng nó lại muốn trở về quê để làm cô giáo. Và sau thời gian thực tập, Út dễ dàng xin được vào dạy tại trường cấp 3 trong huyện. Vậy là ước mơ của nó đã trở thành hiện thực. Cũng bỏ công lao cha mẹ của nó lăn lộn đi tìm kiếm tiền nuôi nó ăn học. 12 năm trời phổ thông, 4 năm đại học. Vợ chồng anh Tự hạnh phúc lắm. Bản thân anh còn chưa học hết lớp 5 thì đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Khi đó, đến miếng cơm còn không có mà ăn. Một manh áo ấm cũng không có mà mặc. Anh như một con gà non bị lạc giữa cuộc đời khắc nghiệt, phải dùng đôi chân của mình tự bới tìm từng hạt thóc lép để nuôi thân. Vậy thì làm sao mà có thể nghĩ đến những việc khác được? Ngày đầu tiên trong sự nghiệp làm nghề giáo, Út hồi hộp như sắp bước vào một thế giới kỳ diệu. Tuổi học trò của nó lại hiện về, những kỷ niệm không quên của thời cấp sách, xen lẫn với những ký ức buồn của một cô bé con nhà nghèo. Nó bỗng cảm thấy thương ba mẹ của mình. Họ đã vì con gái mà đã hy sinh rất nhiều thứ, kể cả máu và nước mắt của họ. Sáng chủ nhật, Út cùng mẹ ra chợ để mua sắm. Chợt nó nhìn thấy một bà cụ già đang ngồi bán mấy bó rau. Trong vườn nhà, mẹ nó trồng đủ các loại rau mùa nào thứ đó. Nhưng nhìn bà cụ ngồi không có ai hỏi mua. Út thương quá nên nó mua ủng hộ bà hai bó.
Bà ơi, sao trong bó rau cải của bà lại có lẫn cả lá giải khô vậy? À, bà gieo trong vườn dưới gốc cây vải là rau sạch đó, cháu mua hết cho bà nghe. Lúc này, chị Mến đứng bên sau mới nói tiếp. Dạ, chỉ gọi là ủng hộ bà thôi chứ nhà cháu cũng có rồi. Nghe tiếng của chị Mến, bóng bà cụ giật mình ngẩng mặt lên nhìn, rồi bà lẳng lặng cúi xuống, hai tay cứ lúng túng xếp lại mấy bó rau còn lại. Khi con Út trả tiền, bà đưa tay cầm lấy, nhưng hai con mắt vẫn nhìn xuống với lòng của mình. Sau khi hai mẹ con đi đến hàng khác, chị Mến hỏi, con có nhớ ai đó không? Con nhớ chứ, bà cụ cùng ở làng của mình mà, con còn biết chuyện bà đã đổ oan cho ba con ăn cắp hai bó rau cải nữa kìa. Chị Mến mỉm cười, con gái chị hiểu chuyện đến đau lòng. Những chuyện gì về ba của ngày xưa, nó đều biết rất rõ. Đó là vì ngày còn nhỏ, nó đã nhiều lần nghe ba kể cho mẹ nghe về cuộc đời oan khuất của ông. Và mọi chuyện như những vết sẹo hằn sâu vào tâm trí của nó suốt thời thơ ấu đến bây giờ. Nó chưa bao giờ quên, nhưng lúc này trong lòng nó rất nhẹ nhõm, nó không còn thù ghét những con người đó như trước đây nữa. Một số người quen ở trong chợ khi nhìn thấy mẹ con chị Mến thì dồn dã. Hôm nay cô giáo được mẹ đưa đi chợ mua sắm đó hả? Dạ. Con Út trả lời lễ phép, còn mẹ nó thì cười tươi, gật đầu chào mọi người. Chị cảm thấy chưa bao giờ cuộc đời lại đáng yêu tới như vậy. Rồi sau đó, hai mẹ con chở nhau về bằng chiếc xe đạp điện. Vừa đi, con gái vừa ríu rít. Mẹ ơi, mùng 8 tháng 3 mẹ thích quà gì nè, con và ba sẽ cùng đi mua để tặng mẹ. Mẹ không cần quà gì nữa, chỉ cần con ngoan ngoãn như vậy là mẹ vui lắm rồi. Con Út biết thừa mẹ của nó sẽ trả lời như vậy, bởi vì cả cuộc đời của mẹ nó chưa có bao giờ được nhận một món quà dù rất nhỏ. Nghĩ đến đây, nó càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Trong lòng, thầm cảm ơn người mẹ hiền. Tuy trên người có một khiếm khuyết không có lành lặn, nhưng tình yêu thương của bà dành cho nó còn lớn hơn cả biển trời. Gần tới ngày mùng 8 tháng 3, cả xóm tổ chức ăn liên hoan và giao lưu văn nghệ chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Con Út được mời làm MC dẫn chương trình và cùng với ban tổ chức sắp xếp dàn dựng các tiết mục văn nghệ. Cả xóm hôm nay vui như ngày hội. Tất cả các mẹ, các bà, các chị em phụ nữ đều mặc áo dài. Chị Mến diện cái áo dài màu tím. Út trang điểm nhẹ nhàng cho mẹ. Nó ngắm hồi lâu rồi nói, mẹ của con đẹp quá. Sân nhà văn hóa thôn được căng bạc và kê bàn ghế thành nhiều dãy. Chị em phụ nữ hôm nay được ưu tiên không phải làm gì hết. Trước giờ họp, họ gặp nhau để nói chuyện, để hỏi thăm sức khỏe và kể về những công việc hàng ngày. Anh Tự cùng với những người đàn ông trong xóm nhận nhiệm vụ nấu ăn. Tiếng cười nói bỗng ngừng lại khi nghe tiếng của cô MC trẻ cất lên. Con mời các bà, các mẹ, con mời các cô, các dì và các chị em trật tự. Chúng ta bắt đầu vào giờ họp. Mọi người nhìn lên sân khấu. Con Út nó diện cái áo dài màu trắng, gương mặt xinh xắn với nụ cười tỏa sáng, đang cúi đầu chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người bắt đầu trật tự lắng nghe. Sau giờ khai mạc, chị hội trưởng phụ nữ lên đọc báo cáo những hoạt động trong năm qua, sau đó đọc phương hướng tiếp theo của năm tới. Tới tiết mục văn nghệ, những điệu múa, những giọng ca vàng của xóm bắt đầu được thể hiện. Mấy bà mẹ nhìn con cháu mình đang biểu diễn trên sân khấu, gương mặt của họ nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Trước giờ dùng bữa, con Út trở lại và lên tiếng. Con xin phép mọi người được nói suy nghĩ của mình. Hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ, nhưng con muốn được nhắc đến một người. Người đó không phải là phụ nữ, nhưng lại rất quan trọng đối với cuộc đời của con. Một người đã phải chịu quá nhiều giông tố trong cuộc đời. Người đó từ khi mới hơn 10 tuổi đã phải tự đứng trên đôi chân non nớt của mình để bước đi tìm cuộc sống. Bàn tay nhỏ bé đó tự che lấy bầu trời bão giông
để bảo vệ bản thân. Rồi dòng đời nghiệt ngã, con không thể vùi lấp được ý chí kiên cường, không thể dập tắt được hy vọng sống để người đó trở thành người tốt. Bỗng dưng, giọng nói của con út nghẹn lại, người ta nhìn thấy đôi mắt của nó long lanh ngân ngấn nước. Họ đã biết nó đang muốn nói về ai. Cả hội trường im lặng đến lạ lùng. Một tiếng thở mạnh thôi cũng làm người ta nghe thấy rất rõ. Chị Mến cúi đầu, lén đưa bàn tay lau những giọt nước mắt nóng hổi. Chợt con út nó nói tiếp. Và người đó chính là ba tự của con. Bên cạnh đó, con không thể không nhắc đến, đó là mẹ Mến, người đã đồng hành cùng với ba con trong suốt hơn 20 năm qua, người đã sinh ra và cùng với ba nuôi con lớn lên thành người như ngày hôm nay. Ba mẹ, con yêu ba mẹ. Út vừa dứt lời, phía dưới vang lên những tràng pháo tay liên tiếp, làm nó không nói thêm được câu nào. Một lúc sau, nó cúi đầu chào và nói lời cảm ơn, mọi người mới lại trật tự trở lại. Con Út nói tiếp. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, con xin chúc các bà, các mẹ, các chị em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Chúc tất cả người dân trong xóm ta luôn đoàn kết, yêu thương và có nhiều niềm vui. Con xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng và đồng ý cho con được phát biểu những cảm nghĩ của mình trong buổi hôm nay. Bây giờ, con xin mời tất cả mọi người thưởng thức bữa tiệc liên hoan do các đầu bếp chuyên nghiệp của làng mình trổ tài. Thức ăn được bưng lên thơm phức. Mẹ nào con nấy ngồi kèm vào từng mâm. Cả xóm hôm nay vui tưng bừng, chưa bao giờ mọi người lại cảm thấy ngon miệng tới như vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh tự ngồi ăn uống cùng với bà con trong xóm. Mọi người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, nhưng hình như ai cũng hiểu rõ một điều là trong mỗi một câu nói cần phải tránh những từ đụng chạm đến nỗi buồn từ ngày xưa. Họ sợ anh Tự tổn thương, họ không muốn buổi tiệc hôm nay lại mất vui. Nhưng anh Tự đã quá quen với những lời nói cay nghiệt bao năm qua. Nếu ai có lỡ miệng, thì anh cũng vẫn rất vui vẻ thôi. Nhưng lạ thay, hôm nay tất cả mọi người chỉ có nói chuyện vui và cười không ngớt. Bất chợt, anh Tự nghĩ, có lẽ mọi người vui quá nên quên mất tất cả rồi. Không còn thấy ai nhắc đến những câu chuyện truyền miệng mấy chục năm qua. Có một cậu bé mồ côi vì đói nghèo nên đã nhiều lần bị đổ oan lấy đồ của người khác. Tới khi lấy vợ có con rồi, anh vẫn bị một trận đòn oan chí mạng phải nằm bẹp mất bao nhiêu ngày. Và nhiều, nhiều lắm những nỗi đau mà anh đã phải gánh chịu. Những người dân trong làng chắc họ đã quên hết rồi. Anh đâu có biết rằng dân trong làng không hề quên những cái chuyện đó, nhất là những người đã từng đổ oan tiếng ác cho anh. Có người đã không còn sống trên đời, có người hôm nay vẫn còn ngồi ăn uống cùng với vợ con anh. Nhưng họ đã cố tình không dám nghĩ lại, mà cố gượng cười cùng với mọi người cho vơi đi cái nỗi mặc cảm. Đúng lúc đó, có một sự kiện làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Phía trước bàn tổ chức, chị hội trưởng hội phụ nữ xóm, một tay cầm cái lon nước ngọt, tay kia cầm cái microphone hô lớn. Chị em ta ơi! Bất ngờ tất cả mọi người cùng trả lời. Có chị em ta đây! Chị nói tiếp, hai tay dang rộng như muốn ôm tất cả mọi người vào lòng. Chúc sức khỏe nhân ngày mùng 8 tháng 3, chúc mọi nhà luôn luôn hạnh phúc. Nè, chúng ta cùng nâng ly! Tất cả trẻ già lớn nhỏ đều đứng lên hô lớn một tiếng. Vô! Gương mặt ai cũng đỏ bừng phấn chấn. Hôm nay đúng là một ngày thật vui. Vậy mới biết, cuộc đời này còn có rất nhiều niềm vui. Chỉ có điều chúng ta có muốn đi tìm nó hay không thôi. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy luôn tự tin và cố gắng. Và đừng có quên, tình người luôn là một điều quan trọng. Để trái tim mỗi chúng ta luôn hướng về một điều tốt đẹp nhất. Cuộc sống thật là tuyệt vời nếu như chúng ta biết trân trọng và yêu thương nó, để rồi khi nhìn lại ta cảm thấy tự hào mà không hổ thẹn với lòng mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thư, Oan Khúc Cuộc Đời. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Nguyễn Thư cùng quý vị và các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện mới.